Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4 tháng 9 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm đối phó với nỗ lực của Nga mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 4 tháng 9 đã công bố các biện pháp ứng phó với nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay thông qua các mạng lưới bí mật nhằm phát tán thông tin sai lệch tới các cử tri Mỹ. Phát biểu tại Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ trưởng Merrick Garland cùng Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Gray nhấn mạnh các âm mưu trong nước và ngoài nước nhằm gây ảnh hưởng tới cử tri cũng như các mối đe dọa đối với các quan chức bầu cử. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc hai nhân viên của hãng tin nước Nga ngày nay Russia Today thực hiện kế hoạch trị giá 10 triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp tài chính và chỉ đạo cho một công ty có trụ sở ở bang Tennessee nhằm phát tán các nội dung được cho là có lợi đối với chính phủ Nga. Hai cá nhân này cũng bị cáo buộc chỉ đạo công ty ký hợp đồng với những người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhằm mở rộng thông tin tuyên truyền của Nga. Bộ Tư pháp Mỹ đã phát hiện và tịch thu 32 tên miền Internet được sử dụng bởi chính phủ Nga và các cá nhân do Nga bảo trợ, nhằm phát tán thông tin với mục đích kêu gọi ủng hộ các chính sách thân Nga và gây ảnh hưởng tới các cử tri Mỹ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng công bố các bước nhằm đối phó với hoạt động của các hãng tin của Nga nhằm can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Các biện pháp này bao gồm chính sách hạn chế thị thực mới nhằm trừng phạt các đối thủ của Mỹ, coi công ty mẹ và các chi nhánh của hãng tin nước Nga ngày nay và các thực thể bị chính phủ nước ngoài kiểm soát, đồng thời trao thưởng tiền mặt đối với thông tin về nhóm tin tặc của Nga với tên gọi là Reddit. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã liệt 10 cá nhân, bao gồm các nhân viên của hãng tin nước Nga ngày nay và thủ lĩnh của nhóm tin tặc Reddit vào danh sách đen trong nỗ lực đối phó với nỗ lực can thiệp bầu cử Mỹ của Nga. Thưa quý vị, tránh được các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt, bà Kamala Harris nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, những thách thức mới từ chiến dịch tranh cử sôi động, tranh luận gay gắt và áp lực quốc tế đang thử thách vận may của bà. Theo tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 9, trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nổi lên như một ứng cử viên may mắn và đầy tiềm năng, vượt qua nhiều khó khăn mà không phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt. Sự rút lui của Tổng thống Joe Biden ở cuộc đua đã đưa bà Harris lên vị trí dẫn đầu, giúp bà tránh được các cuộc đối đầu nội bộ trong đảng và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ từ các đảng viên Dân Chủ. Tuy nhiên, vận may của bà có thể đang bị thử thách trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử. Dù sự thay đổi của cuộc đua đã đặt Phó Tổng thống Harris vào tình thế thuận lợi, nhưng bà phải đối mặt với nhiều thách thức khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn sôi động sau Ngày Quốc tế Lao động. Bà Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào ngày 10 tháng 9, nơi bà sẽ trình bày các kế hoạch chính sách và giải thích những thay đổi trong quan điểm về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhập cư. Với một nền kinh tế đang gặp khó khăn, bà Harris có thể phải đối mặt với sự giám sát khắt khe hơn, đặc biệt vì bà là phó tổng thống đương nhiệm và được xem như một đại diện cho chính quyền hiện tại. Trong bối cảnh quốc tế, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo thêm áp lực lên bà Harris. Các đối thủ từ Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh Donald Trump, đã nhanh chóng tận dụng tin tức về sự thiệt mạng của các con tin Mỹ-Israel để chỉ trích bà Harris và Tổng thống Biden, cho rằng chính quyền của họ đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho công dân Mỹ. Dù bà Harris và Tổng thống Biden đã chỉ trích các hành động của Hamas, nhưng sự kiện này vẫn đặt bà Harris vào tình thế bị động. Trong khi bà Harris vẫn đang giữ một lợi thế mong manh trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 47% theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal. Khoảng cách này nằm trong biên độ sai số và không phải là một sự đảm bảo cho chiến thắng. Các chiến lược gia dân chủ Jim Manley thừa nhận rằng bà Harris đã gặp may mắn trong suốt chiến dịch, nhưng câu hỏi đặt ra là vận may đó sẽ kéo dài bao lâu. Tóm lại, vận may của bà Harris đang đứng trước thử thách lớn và chiến dịch tranh cử của bà cần nhiều hơn là may mắn để duy trì vị thế dẫn trước. Các yếu tố như thị trường việc làm, tình hình quốc tế và sự thay đổi quan điểm của cử tri về các vấn đề chính sách sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả cuối cùng. Dù hiện tại bà Harris có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng sự bất định và những thử thách sắp tới có thể là yếu tố quan trọng quyết định liệu vận may của bà có kéo dài hay không. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang nỗ lực làm suy yếu hình ảnh của Phó Tổng thống Kamala Harris khi cuộc đua vẫn đang trong giai đoạn sôi động trước ngày bầu cử ở Mỹ.
Trong 9 tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng chiến thuật tấn công chính trị mạnh mẽ, tương tự như chiến dịch của ông vào năm 2016, nhằm làm suy yếu bà Harris, dù các cố vấn đã khuyên ông tập trung vào các vấn đề chính như giá cả tăng cao và nhập cư. Theo đó, ông Trump đã lợi dụng các thảm kịch nước ngoài để cáo buộc bà Harris chịu trách nhiệm về sự thiệt mạng của binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và vụ sát hại con tin ở dải Gaza. Ông Donald Trump cũng ngầm chỉ trích nguồn gốc chủng tộc hỗn hợp của bà Harris, ám chỉ rằng bà thiếu trung thực và có những thay đổi chính sách không nhất quán. Ông Donald Trump còn cáo buộc bà Harris sẽ cắt giảm các quyền lợi an sinh xã hội và mở cửa cho hàng triệu người di cư không có giấy tờ. Trong một động thái lặp lại chiến lược trước đây của Đảng Cộng Hòa, ông Trump và những người ủng hộ cảnh báo rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể không tự do và công bằng. Một luận điệu gợi nhắc đến cáo buộc không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc. Ông Trump cũng đã thay đổi chiến lược về quyền sinh sản nhằm thu hút cử tri nữ. Tuy nhiên, uy tín của ông Donald Trump có thể đã bị ảnh hưởng sau khi tòa án tối cao lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc. CNN cho rằng những nỗ lực tấn công bà Harris của ông Trump phản ánh nỗ lực tìm cách phá vỡ hình ảnh đối thủ và làm giảm triển vọng của bà Harris trong mắt cử tri dao động. Trong hai cuộc bầu cử trước, ông Trump chưa bao giờ vượt quá 49% số phiếu bầu ở các bang như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Vì vậy, ông Donald Trump phải dựa vào chiến lược làm suy yếu hình ảnh của bà Harris để giành chiến thắng thay vì thu hút cử tri mới. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông Trump cũng mang đến những rủi ro. Những động thái của ông Trump có thể củng cố cảnh báo của bà Harris rằng người Mỹ đang mong muốn sự ổn định và muốn quên đi sự chia rẽ và hỗn loạn do ông gây ra. Dù Phó Tổng thống Harris đã tạo thế cân bằng cho cuộc đua tranh cử, chiến dịch của bà cũng nhận thức rõ thách thức của ông Trump. Giám đốc chiến dịch của bà Harris, Jennifer O'Malley Dillon, đã cảnh báo rằng 65 ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh bà Harris có nhiều con đường đến Nhà Trắng. Do đó, bà Harris đang tập trung vào các vấn đề kinh tế quan trọng, tiếp cận với cử tri là công nhân và nỗ lực thu hút các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ. Bà Harris đã vận động ở Detroit và Pittsburgh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Ngày Quốc tế Lao động, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên công đoàn trong cuộc bầu cử này. Sự hiện diện của bà Harris tại các khu vực quan trọng phản ánh chiến lược vận động tập trung vào nhóm cử tri mà ông Donald Trump đang cố gắng giành giật. Có thể nói, cuộc tranh luận trực tiếp giữa bà Harris và ông Trump sắp tới tại Philadelphia vào ngày 10 tháng 9 sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đua. Những nỗ lực của ông Trump nhằm khẳng định bà Harris theo hướng tiêu cực đã thất bại ban đầu, nhưng cường độ tấn công cho thấy ông Trump không sẵn lòng từ bỏ chiến lược đó. Ứng cử viên Harris cũng đang bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích vì thiếu chính sách cụ thể và thay đổi lập trường về các vấn đề như khai thác khí đá phiến và nhập cư. Tuy nhiên, cách tiếp cận trung dung của bà Harris đang gây áp lực ngược lại lên ông Trump và làm suy yếu nỗ lực của ông Trump nhằm tung ra một cuộc tấn công quyết định. Theo công ty thăm dò dư luận Activate, khoảng cách dẫn trước của bà Kamala Harris so với ông Trump đang giảm đều đặn xuống còn chưa đầy 2%. Kết quả của một cuộc thăm dò mới của Activate tiến hành từ ngày 25 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9 cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump 1,6% với 50,8% ủng hộ so với 49,2% và phạm vi sai số là 3,1%. Trong cuộc thăm dò đối với 1.000 người, từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 của Activate, bà Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 5%. Victor Alice thuộc công ty Activate cho hay, mức độ ủng hộ đối với bà Harris tăng đều đặn trong khoảng 3 đến 4 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau đó là khoảng thời gian 2 tuần dao động ở mức dẫn trước 5%. Tuy nhiên, trong 5 ngày qua, khoảng cách dẫn trước đó đã giảm liên tục xuống chỉ còn chưa đầy 2%. Theo tờ Newsweek, trước khi Phó Tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch tranh cử, ông Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden trên toàn quốc và khắp 7 tiểu bang dao động. Tuy nhiên, việc bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng dường như đã thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, với các cuộc thăm dò cho thấy bà Kamala Harris đã vượt qua ông Trump trên toàn quốc và đang dẫn đầu trên 6 trong số 7 tiểu bang dao động trong những ngày và tuần sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy,
vị trí dẫn trước của bà Harris có thể đang giảm dần. Mô hình dự báo của nhà thăm dò Nate Silver cho thấy, hôm 30 tháng 8, lần đầu tiên ông Trump dẫn trước bà Harris trong đại cử tri đoàn. Theo mô hình này, cơ hội ông Trump giành thắng lợi là 52,4%, cao hơn bà Harris khoảng 5%, và Đảng Cộng Hòa giành được mức tăng ròng là 0,2% tới 2,1% tại các bang dao động, trừ bang Georgia vào cuối tuần qua.